này của hồ Hòa Bình như đang đi thung này. Ra quan cảnh ở đây là cũng khá giống rừng núi. Đẹp không? Nhưng thầy thấy đẹp không? Hiện tại là cũng quan nhiều. Rất đẹp, phong cảnh thanh bình đúng không? Đâu tắm xong mở vào ngày sao mới đổi chứ. Nẹt lưỡi ra nào, nẹt lưỡi ra nào. Đẹp nhỉ? Đây là chúng ta đang đi xuống bến thuyền để ra thung Nai, đảo thung Nai. Ôi nước cạn là nhìn đẹp chứ, nhìn lên nòng hồ loại đẹp. Ở đây bến nước đỉnh đoàn đồng lâm công ngông. Thung Nai Hòa Bình, cảnh vật hữu tình, vịnh Hạ Long trên cạn, vịnh Hạ Long ở Hòa Bình. Đây đang ở trên hồ Hòa Bình, đang trên đường đi ra đảo Dừa, khung cảnh rất là đẹp. Về cái nhìn ban đầu thì thấy thung Nai Hòa Bình là nơi đáng để đi, rất đẹp, vẻ hoang sơ mộng mơ, nhìn nữa có núi đồi sông nước rất là tuyệt vời. Hôm nay thì trời lại có cả các mây răng các đỉnh núi, các đỉnh núi mờ mờ sương, đẹp ghê gớm luôn. Một nơi đáng để đi nghỉ dưỡng vui chơi. Xin chào chị, hôm nay chị đi du lịch ở đâu? Hôm nay du lịch Thung Nai ở đâu? Hòa Bình. Hòa Bình ở thế khung cảnh đây thế nào? Hữu tình à? Khung cảnh hữu tình khi đi với người tình đúng không? hữu là có tình thì là có tình đúng không? Có tình. Chị có thể giới thiệu đối tác đi cùng đây không? Đi cùng cả đoàn mà. À thế hả? Nhưng đối tác chính ở đây mà. khung cảnh Thung Nai có núi đồi này, sông nước này. Đây là Thung Nai, nó thuộc đây là khu hồ Hòa Bình đúng không? À đâu, mình đang đi ra Thung Nai chứ. Mình đang đi ra Thung Nai à? Còn đây là khung cảnh núi đồi đẹp mê ni này, như vịnh Hạ Long nhỉ? Ngoài vịnh Hạ Long rồi. Vịnh Hạ Long ở Hòa Bình nhỉ? Đây vịnh Hạ Long Hòa Bình nhỉ? Thung Nai là một nơi đáng để đi, đẹp lắm. Đây mùa này đang mùa nước còn thấp. Sao mà anh biết được? Đấy, bình thường chắc nước phải cao bằng cái chân cây kìa. Ai bảo thế? Anh nghĩ thế. Và đây chắc đang mùa nước thấp như này. Đây là tàu đi chơi, đoàn đi chơi. Chắc ở đây gần bờ bản nội tí giữa lại đẹp ngay đoán đi. Thung Nai Hòa Bình. Nói chung là đây là một nơi rất đẹp, quá đáng nên đi không? Đáng đi đúng không? Làm bộ ăn, đi luôn. Chả biết mình đang đi đâu.
Bình đi Thung Lai. Xin chào nhé.